đi. Đây trái đu đủ rất là to và đã chín mọng. Bác Chiêm đâu còn quay trái đu đủ đây. Đó. Đây, đây. Đây còn trái nữa. Còn bên cạnh có cây bơ này. Đó. Còn phía xa xa là cây sầu riêng. Nói là phải nghe chứ. Có lấy dừa không? Lấy dừa xin vào cắt cho luôn. Kê có lấy dừa không kê anh? Dừa sợ không lên được xe của tôi. Nó ngọt không? Giống dừa của tao, dừa ngọt ghê lắm. Dừa hồi tao đưa cho mày ấy. Dừa của anh không biết chứ. Anh dừa này. Ăn đến nước dừa. Đây là một ca nước dừa nha quý vị. Em chặt dừa cho nhá. Mấy buồng dừa đưa cho anh để xuống đất này. Nó cũng chưa mà nhìn qua dừa nào. Đấy thì bây giờ mới. Rồi cảm ơn ông. Rồi mày xách xách đi. Nước dừa rất là ngọt. Anh đưa đi, chắc em đó. Biết rồi, phải cầm. Cứ cái nào mà nhựa nó hơi đục đục là quá nó già rồi. Em biết mà hôm qua anh Duyên đi đến đâu quay đến đó mà. Có những cái clip hơi bị đặc sắc đấy. Bây giờ là lộ hết. Hiên phải nói tìm được mấy cái clip hay thiệt. Em cũng buồn. Sau này ai mà xin tư liệu. Sau này mà ai xin tư liệu thì cứ gọi cho Trung Hiên. Mình không biết làm gì, mình cứ mở ra mình quay thôi. Năm 10 năm nữa cái tư liệu này nó quý lắm luôn đấy. Đi kìa. Vẫn đây. Mắt cho nhựa nó. Ui giỏi. Áo trắng của bác ấy. Nhựa nó vương vào. Nó ấy vào nó không có. Qua đây là bé này mà già này. Tối nay nhóm họ hả bác? Ờ, tối qua nhá. Đây anh Thụ đang chặt dừa sim, dừa rất là ngọt. Tách cả cái này đi. Hay là nó uống rồi chứ cầm đi gì? Cầm chưa về. Hay là cầm mang về. Thôi, uống thôi. Uống rồi chứ xe có mỗi cái xe chở được. Xe phải bán tải mới chở được. Thì cầm về với nó. Đúng kinh nghiệm là làm sao ra mình sẽ chở bán tải. Cái giống dừa của anh Dân. Cực ngọt luôn ấy. Quý vị ạ. Ủa mày cũng ở trong chỗ đâu. Thì tao biết rồi nhưng mà mày cũng ở trong chỗ cho anh bác Hiền. Nãy giờ tao không có nhìn kỹ. Làm bên cô Hiền. Làm bên cô Hiền Toyota. À đấy. Vâng. Chợ thủ đấy. Thế. Còn nay nhau không? Ngọt ngon. Quá tuyệt vời. Ngọt lắm. Đây tất cả mọi người đang ngồi đang uống nước dừa. Dưới nhà anh thôi ạ. À, anh gì? Ngon chưa? Là thấy ta chặt dừa siêu chưa? Siêu. Thế là thế quý vị. Nên đổi nghề bác ạ. Không có việc gì không làm được. Bác ơi, dạ. Cho máy vào đây. Nên phải đổi nghề. Đây. À, người Thái Bình nơi nào cũng có, ta ấm lòng nhận ra tiếng quê ta, tiếng nói nâu màu nâu của đất, tiếng nói xanh màu của mạ của lúa và tiếng nói mang hơi thở mặn mà của biển, tiếng nói thân thương và đầm ấm lạ thường. Thưa quý vị, vâng và rất là cảm ơn anh đã tiếp đón mấy anh em ra thăm cái trang trại của anh và chúc cho anh gặt hái được nhiều thành công nha. Dạ, và cảm ơn lúc nào anh. Cũng nhớ là Thái Bình ơi Thái Bình cảm ơn sao mà yêu đến thế. Rồi cảm ơn anh nhá. Dạ.